Sừng CV mình tự đóng. Hai cái người cameo ở đầu tiên trong MV chính là chị Make Up với lại anh Cầu là sản xuất, team sản xuất. Rồi đi ra xăm lá nhìn cười vậy nữa. Yêu. Rồi chỉnh lại cái này. Ở Kunkunun Saram. Kunkunun Saram. Anh làm cái biển này thích. Rồi ăn Saram. Mặt hơi gắt nha, đọc từ báo mặt hơi gắt chắc lằng quá. Có cái cảnh mà mình đi ở trên cái dọc đường có cái xe buýt đỏ đi qua ấy, thì hôm đấy đã phải cái xe buýt đấy chính là cái xe buýt mà chở cả đoàn đi quanh Jeju, và hôm đấy đã phải nhờ bác tài đóng giả một cảnh là bác tài đi lướt con người mình để lấy được cái cảnh đấy. Trời ơi, nói hoài bác mới hiểu. Rồi con bé đã tìm được cái homestay rồi, nó bước vô thật là vô duyên luôn. Mình xem lại chính mình một cái ghét nữa. Ôi, rất cái đôi giày kìa. Rồi đi chụp ảnh nhưng mà anh không mở. Ôi, trông mình như con lớn hẳn đấy. Sao mặt mình đỏ thế nhở? À, mình nhớ ra rồi, cái cảnh này là cảnh ở đồi chè, là cảnh quay sau khi mà quay cảnh ở bãi cát, ở cái chỗ bãi biển mà cát nó dính lên mặt ấy. Mặt mình lúc ấy nó rất là đỏ, mọi người thấy lại xem cái cảnh đồi chè mặt mình rất là đỏ vì sao? Vì đã cố lấy giấy chùi cái cát đi, cát dính trên mặt ấy, là chùi mạnh quá nó chỉ xước ra và nó đỏ ra lên, nó chứ cát không may đi được. Thế đẹp nhỉ? Trời ơi, ôm cái bịch đồ xong giống con ngớ ngẩn không? Làm trò. Ui trời, có cái bịch đó con không bê được, bánh đèo. Sao mình như thế nhở? Rồi ok, để người ta cầm bịch nhưng mà lấy căng ra ăn. Bánh bèo vô dụng. Rồi bánh bèo liền răng. Bánh bèo không đánh son, trông xấu như con điên. Ôi em ơi, thực sự là khi mà nhìn lại cái nhân vật của mình ý, con bánh bèo này nó có hơi vô dụng, còn hơi diêm rúa. Có không, nó ở nhà nó mặc một cái váy hoa màu vàng, một cái áo cardigan vàng hơn cả cái nắng Jeju. Ôi, nó đánh cái má hồng. Cái này không phải là mình chơi chỉ với các em, mà mình đang nhận ra cái nhân vật của mình thôi. Mình thấy nó buồn cười đấy. Comment thôi đã. Reaction nốt cái MV này mình react có nhạt quá không? Nếu không thì thôi mình sẽ không react nữa. Thực sự hiểu ngoài đời mình không như thế này đâu mọi người ạ. Mình không dở hơi dở hồn như thế đâu. Mà mình rất tự lập. Đồ nặng mình cũng tự bê. Nếu mà mình ngoài đời mà ở trong cái phân đoạn mà bê đồ nặng đấy, mình mà bị giành đồ như thế thì cái người giành đồ mình sẽ bị ăn một cái bánh vả. Mình sẽ tự bê. Ui trời, cảnh đẹp quá này. Mình đi Jeju quá. Rồi thấy người ta lau ly lau cốc không đi ra giúp. Đúng cười. bánh bèo nhõng nhẽo đó như thế là con điên. Thế mình thích cảnh này mọi người ạ, cảnh ngồi ở sân bóng rổ. Cảnh này thì lúc quay rất là vui luôn. Và lúc đấy là đùa, là chơi, là vui thật. Đạo diễn không cần phải nhắc thì tự chơi, sau đó quay xong rồi. Cái mặt nhõng nhẽo đòi ăn dễ ơi, nhưng mà nói thật là mình ghét ăn rau lắm, nhìn cái đĩa salad đấy. Lúc diễn thì kiểu wow ngon quá, thôi em cũng muốn ăn như chúng ta. Khi ngoài đời mình nhìn thấy đĩa salad thì kiểu no thanks, thank you next. Mình rất ghét ăn salad mọi người, lại còn có hành tây nữa. Mọi người có đây có cái cảnh mình cầm hai cái dĩa này mình cõng cái cục. Ôi dồi ôi, ngã sắp cả mặt luôn ý. Đoạn này buồn thật mà. Cuối cùng trong MV cũng có một góc mình xinh. Đấy là góc cháy hết. Khuôn mặt chỉ còn lộ ra một tí mặt thôi. Thì đấy, trông mình gầy một phát nhìn từ bé này. Sao ôi, cái nhân vật này khổ nạn. Ngoài đời mình không như thế đâu mọi người ạ. Người ta đang ăn salad như thế mà để cho người ta ăn salad qua ngày đúng là người ta phải bỏ đi rồi, tội nghiệp du lê. Cái ảnh nhìn nó ngẩn vãi. Rồi này. Cảm ơn mọi người đã ngồi xem 5 phút reaction ngớ ngẩn nhạt nhão của mình. Nói chung thì sau em đi thì chỉ thấy là nhạc hay, cảnh đẹp, ca sĩ đẹp trai hết. Còn con nữ chính nhìn như con điên ngớ ngẩn lắm.